Hello anh em, hôm nay Trần Quang đang đứng mặt có mặt tại mặt đường 14 này. Anh em thấy đây là mặt đường 14 và từ đây vào sân Gold Hà Nội Gold Club Minh Trí nó rơi vào tầm độ 300m nữa. Thì ở đây thì Trần Quang đang có một cái lô đất mà rộng khoảng 3.000m và mặt tiền của nó thì được khoảng 60m. Đây anh em có thể nhìn thấy bắt đầu từ cái cột điện này. Đấy, Trần Quang đang quay là cái cột điện này. Và đã có hàng rào trước mặt đây. Và cho tới cái nhà tôn và đến cái cột điện đấy, đó tới cái cột điện tiếp theo đó. Và toàn bộ cái mặt bằng ở phía trong thì anh em có thể thấy rồi, đó là toàn bộ mặt bằng nó là đất bằng phẳng rồi, đã quây tường bao ranh giới rõ ràng rồi. Thì lô này của Trần Quang là 3.000m nhé, 3.000m đã có sổ đỏ, trong đấy có 400m thổ cư anh em nhé. Ở đây thì như anh em hỏi là nếu mua mảnh này thì làm được cái gì, thì Trần Quang xin trả lời là có thể làm được nhà xưởng, nhà máy. Anh em có thể nhìn thấy xung quanh không? Đó, nhà xưởng, nhà máy mọc lên rồi. Bốn cái nhà máy mọc bốn xung quanh. Cho nên là nếu mà hợp lý nhất thì làm nhà xưởng, nhà máy. Hoặc là làm showroom, làm bãi. Thì cũng rất hợp lý vì đường của nó là đường hai container tránh nhau như thế này. Thì rất là tiện. Còn đối diện là một cái lô đất khác cũng giới thiệu luôn với anh em. Đấy là một cái bãi cát của công ty Trần Quang. Là NBD Việt Nam đây. Toàn bộ máy móc công trình của công ty NBD Việt Nam đây. Đấy, NBD Việt Nam anh em thấy không? Thì cái lô bãi cát này đang bán và bán với giá là 4,5 triệu một mét. Còn cái lô 3.000 mét này thì đang bán với giá là 4 triệu 8 nhé anh em nhé. Đấy, cái lô 3.000 mét này thì nó rộng hơn mà tiền nó rộng hơn. Địa thế của nó cũng bằng phẳng hơn thì để bán 4,8 triệu đồng một mét. Nếu anh chị em nào có nhu cầu mà làm về nhà xưởng hoặc là showroom về chế tạo, thiên về nhà xưởng lại không phải showroom về bán hàng, thì có thể là đây là một trong những cái lô đất rất là phù hợp với cái giá và cái tầm tiền cũng như pháp lý là cực kỳ tốt. 4 triệu 8 một mét, anh chị em lưu ý nhé. Nếu anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với Trần Quang hoặc để lại cái inbox lời nhắn cho Trần Quang trên video cũng như là trên Facebook hoặc là Zalo. Ok, anh chị em hãy nhớ đăng ký và ủng hộ cho kênh của Trần Quang là về bất động sản, công nghiệp, nghỉ dưỡng và trang trại nhé. Rồi, cảm ơn anh chị em, hãy nhấn đăng ký và nhấn chuông thông báo nhé.